Ngày nay, xe số tự động phổ biến hơn xe số sàn khá nhiều, chủ yếu nhờ việc loại bỏ chân côn dẫn tới giảm bớt thao tác cho người lái. Tuy nhiên, lái xe số tự động thực chất lại dễ gây nguy hiểm hơn xe số sàn nếu người lái không nắm rõ một số nguyên tắc cơ bản. Trong chuyên mục tư vấn hôm nay, chuyên gia Trần Nhật Quang sẽ có những chia sẻ xoay quanh những lưu ý khi sử dụng xe số tự động. Xin chào các bạn xem đài của chương trình Xe và Thể thao trên kênh Let's Việt. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái đề tài, đó là những cái kinh nghiệm cũng như một số cái thủ thuật sử dụng xe mà có bộ chuyển động tự động mà chúng ta hay gọi quen thuộc gọi là xe số tự động. Thì như các bạn thường thấy là trên xe có trang bị bộ số tự động thì có một cái cần số dạng truyền thống, là một cần số lớn có lẫy khóa ngang và các vị trí căn bản như là vị trí P tức là vị trí đỗ xe, vị trí R là vị trí để lùi xe, vị trí N là vị trí trung gian và vị trí D là để vị trí lái thông thường ở các cấp số tự động. Thì ngoài các vị trí đó, chúng ta có thêm các vị trí là có thể là L1, L2 và S tức là thể thao vân vân. Thì đó là tùy theo cấu tạo của những xe, chúng ta có thêm một cái vị trí khác nữa ngoài vị trí D. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn tác dụng, công dụng cũng như cách sử dụng của những cái cơ chế số đó. Có một số thắc mắc rằng xe số tự động đã có vị trí P rồi thì có cần phải dùng phanh tay nữa hay là không? Mà nếu có thì là tại sao? Tất nhiên nhà sản xuất không bao giờ làm gì thừa cả, nhưng mà một số người vẫn có thói quen là không sử dụng phanh tay, chỉ sử dụng số P thay cho phanh tay. Thì việc này thì đôi khi các bạn sử dụng cũng chưa thấy cái tác hại tức thời của nó, nhưng đó là một cách làm không đúng về mặt kỹ thuật. Và sau đây tôi sẽ trình bày là tại sao các bạn nhé. Vị trí số P là vị trí số khóa ở trong hộp số tự động. Cái khóa này được kết cấu bằng những cái con cóc tương tự như là những con cóc ở trong líp xe đạp, rất là nhỏ, bạn làm bằng kim loại, được gài vào trong một cái cơ cấu để mà chống xoay. Thì việc chống xoay của cái cơ cấu này rất là tốt. Tuy nhiên, nếu các bạn lạm dụng nó để giữ xe của các bạn thì sẽ gặp ra một số tình trạng. Thứ nhất, nếu xe bạn gặp một cái va chạm nhỏ, ví dụ như xe đang đậu bị một cú hích nhỏ, có thể gây là gãy vỡ cái cơ cấu bằng kim loại đó, và xe các bạn sẽ mất khả năng dừng, có thể sẽ bị tuột dốc, sẽ gây những tai nạn tiếp theo. Thế việc lạm dụng mà cài số P khi mà các bạn dùng thay cho phanh tay, tức là thắng tay, thì thêm một tác hại, tức là đôi khi các bạn sẽ đạp tải lên những cái cơ chế mà không thiết kế để chịu tải, cho nên có thể cơ chế đó có thể bị kẹt. Cho nên về cái thao tác đúng khi sử dụng xe số tự động, tôi khuyên các bạn khi lên xe, các bạn đạp phanh đưa về cơ chế sử dụng xe, tức là cơ chế D để chuẩn bị lái, hoặc là xe gì đó, rồi sau đó các bạn mới hạ phanh tay. Như vậy các bạn đảm bảo rằng khóa P của các bạn không bị chịu lực khi xe chuẩn bị lăn bánh. Tương tự, khi các bạn dừng xe, tương tự các bạn dừng xe, các bạn ví dụ đang ở vị trí D, các bạn lái xe và đến vị trí dừng chuẩn bị đỗ xe, tôi khuyên các bạn kéo phanh tay trước, sau đó hãy gài về P. Như vậy cũng đảm bảo là bộ phanh tay là được thiết kế chịu lực. Bộ khóa P chỉ được cố định hộp số thôi, bộ khóa P của hộp số sẽ không chịu tác động một lực nào hết, sẽ không ảnh hưởng đến tuổi thọ của hộp số, không gây những hư hỏng ngoài ý muốn, đồng thời là cũng tăng tuổi thọ cho hộp số của xe các bạn.